Được chào mừng tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Hot News với MC Khánh Linh trên kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Chương trình được phát sóng mỗi ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Người trúng giải cho câu hỏi đố vui tuần trước đó là chị Bích Thuận Võ. Cảm ơn chị đã liên lạc với Khánh Linh. Khánh Linh sẽ gửi quà đến cho chị sớm nhất nhé. Và thưa quý vị, chị Bích Thuận Võ là người ở thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii. Nếu quý vị là những khán giả ở Việt Nam cũng có thể tham gia câu hỏi đố vui quý vị nhé. Thưa quý vị, sắc xuân của mùa xuân Tân Sửu đã về với cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Khánh Linh xin kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ, đầy sức khỏe, an khang và vạn sự như ý. Còn sau đây, Khánh Linh xin mời quý vị cùng điểm qua những bản tin chính trong ngày hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 2, 2021 như sau. Mở đầu bản tin Hoa Kỳ, Biden đẩy gói cứu trợ 1.900 tỷ mà không có sự hỗ trợ của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đi trước với kế hoạch thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la mà không có sự hỗ trợ của Đảng Cộng Hòa. Bất chấp cảnh báo của một nhà kinh tế thời Obama rằng gói kích thích có thể quá lớn, ông Biden vẫn thề sẽ hành động nhanh. Các thành viên Đảng Dân Chủ đồng hành của Tổng thống mới điều hành Quốc hội và có kế hoạch thông qua dự luật cuối cùng bằng cách sử dụng biện pháp điều động ngân sách. Bài phát biểu của ông Biden đang được truyền thông Mỹ coi là một sự thay đổi giọng điệu sau khi ông vào Tòa Bạch Ốc với sự cam kết làm việc cùng với lưỡng đảng. Ông Biden đã gặp 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại White House vào thứ Hai vừa qua với hy vọng có một bước đột phá mới, nhưng đã từ chối và phản đối đề xuất của họ về một dự luật cứu trợ coronavirus trị giá 618 tỷ đô la. Trong một phiên họp trước bình minh vào thứ Sáu tuần qua, các đảng viên Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu thủ tục để thúc đẩy lựa chọn điều chỉnh ngân sách. Phó Tổng thống Kamala Harris đã bỏ phiếu bất hòa đầu tiên để thông qua dự luật với tỷ số 51-50. Không có một đảng viên Cộng hòa nào đồng ý. Sau đó trong ngày thì Hạ viện đã thông qua kế hoạch ngân sách với tỷ số là 219 và 209, một lần nữa mà không có phiếu bầu của Đảng Cộng hòa. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, Chủ tịch Nancy Pelosi dự đoán dự luật cứu trợ coronavirus cuối cùng sẽ được thông qua vào giữa tháng 3. Larry Summer, người từng là cố vấn kinh tế hàng đầu của cựu Tổng thống Barack Obama, đã nói rằng dự luật kích thích kinh tế có thể là quá lớn. Ông cảnh báo về áp lực lạm phát thuộc loại mà chúng ta chưa từng thấy trong một thế hệ, với những hậu quả đối với giá trị của đồng đô la và sự ổn định tài chính. Bản tin tiếp theo đến từ Reuters. Thượng viện Hoa Kỳ tạm dừng phiên tòa luận tội Trump. Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tạm dừng phiên tòa luận tội của Tổng thống Trump từ tối thứ Sáu đến tối thứ Bảy để tôn trọng yêu cầu của một luật sư Trump vào ngày Sa-bát của người Do Thái. Chúng tôi tôn trọng yêu cầu của họ và tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Phát ngôn viên Justin Goodman của ông Chuck Schumer cho biết trong một tuyên bố, luật sư của Trump đã gửi một lá thư cho Schumer và các thượng nghị sĩ hàng đầu khác vào thứ Ba yêu cầu các thủ tục luận tội được tạm dừng trong ngày Sa-bát, kéo dài từ mặt trời lặn vào sáng thứ Sáu đến mặt trời lặn vào tối thứ Bảy. Việc trì hoãn một ngày đặt ra câu hỏi về việc mất bao lâu để kết thúc phiên tòa, dự kiến sẽ bắt đầu tại Thượng viện vào thứ Ba tuần này. Thượng viện hiện không được lên kế hoạch họp trong tuần của ngày 15 tháng 2, trong khi các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa cho biết họ hy vọng sẽ giải quyết nhanh chóng phiên tòa luận tội. Tổng thống Joe Biden đang đồng thời cố gắng giành được sự chấp thuận cho các ứng cử viên của mình tại Thượng viện và cố gắng thông qua Quốc hội gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ đô la. Các luật sư của Trump và hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã nói rằng Thượng viện không có thẩm quyền xét xử vụ việc vì Trump đã rời nhiệm sở và không thể bị cách chức. 2/3 đa số của Thượng viện gần 100 thành viên sẽ phải ủng hộ cáo buộc kết tội Trump, có nghĩa là 17 đảng viên Cộng Hòa sẽ cần phải tham gia cùng với 50 thành viên Đảng Dân Chủ ủng hộ nó. Trump Tower vi phạm luật môi trường của tiểu bang. Tin từ HuffPost cho hay, thẩm phán tiểu bang Illinois đã phán quyết rằng Trump International Hotel and Tower ở Chicago đã hút lên hàng triệu ga lông nước mỗi ngày từ sông Chicago mà không có giấy phép hợp lệ.
Một tờ báo địa phương ở Chicago đưa tin vào năm 2018 rằng tòa nhà của Donald Trump là công trình sử dụng nước lớn duy nhất của thành phố đang phớt lờ dự luật liên bang và tiểu bang nhằm bảo vệ cá ở dòng sông đang hồi sinh. Đài truyền hình địa phương đưa tin tổng số tiền phạt cho các vi phạm có thể lên đến 12 triệu đô la. Thẩm phán Sophia Hall của tòa án quận Cook đã quyết định vào cuối tháng trước trong một phán quyết được công bố hôm thứ Sáu rằng tòa nhà Trump vi phạm cả đạo luật bảo vệ môi trường của Illinois và quy định của ban kiểm soát ô nhiễm Illinois, và các hình phạt sẽ được xác định sau một phiên điều trần vào tháng 3. Các tòa nhà Trump bên bờ sông đã được sử dụng nước để làm mát hệ thống thông gió, sưởi ấm và điều hòa không khí. Nó hút gần 20 triệu gallon nước sông mỗi ngày trước khi khiến nước trở lại nóng hơn 35 độ. Cá thường bị giết khi chúng bị hút vào các tấm lưới lọc và cũng phải chịu tác động của nước ấm. Có khoảng 30 loại cá khác nhau trên sông. Đại diện của Trump Tower đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ báo chí. Trước đây, họ từng nói rằng vụ này là một vụ kiện có động cơ chính trị chống lại Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng của phần tin Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ tiết lộ khoản thanh toán trị giá 3.000 đô la cho các trẻ em. Các đảng viên Dân Chủ sẽ đưa ra một đề xuất đính kèm với gói kích thích tiếp theo sẽ cung cấp khoản thanh toán trực tiếp 3.000 đô la cho mỗi trẻ em trong một hộ gia đình vào đầu tuần này. Chính quyền Biden đã xem xét và ủng hộ đề xuất này. Họ sẽ được tiết lộ vào thứ Hai cùng với các điều khoản cách thức và phương tiện khác. Nếu được thông qua thì chương trình này sẽ như sau. IRS sẽ bắt đầu gửi các khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng vào ngày 1 tháng 7 2021 và sẽ được trả dần hàng tháng. Income hộ gia đình đủ tiêu chuẩn sẽ dựa vào năm trước với các khoản chi trả thấp hơn cho những cá nhân kiếm được 75.000 đô la và 150.000 đô la cho những cặp vợ chồng. Các hộ gia đình đủ điều kiện có các trẻ em từ 6 đến 17 tuổi có thể nhận được khoản thanh toán 3.000 đô la cho mỗi đứa trẻ và 3.600 đô la cho những đứa trẻ dưới 6 tuổi. Mở đầu bản tin thế giới, Iran gửi tối hậu thư cho Mỹ. Tin từ thông tấn xã AP, nhà lãnh đạo tối cao của Iran hôm Chủ nhật đã thúc giục Hoa Kỳ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nếu muốn dân Iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới. Nếu Mỹ muốn Iran quay trở lại các cam kết của mình, họ phải gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt trên thực tế, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành xác minh, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại các cam kết của mình. Đài truyền hình nhà nước dẫn lời Ayatollah Ali Khamenei nói trong bình luận đầu tiên của mình về vấn đề kể từ khi Biden nhậm chức. Ông Biden đã bác bỏ ý tưởng này trong một cuộc phỏng vấn CBS Evening News được ghi hình vào thứ Sáu tuần qua. Ông được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước để đưa Iran trở lại bàn thương lượng hay không. Không, Tổng thống Biden trả lời. Sau đó ông được hỏi liệu Iran có phải ngừng làm giàu uranium trước hay không. Biden gật đầu. Ông Biden cho biết ông sẽ tìm cách phục hồi thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh rằng Iran trước tiên phải đảo ngược các bước đi hạt nhân của mình, tạo ra một cuộc tranh giành ý chí giữa các quốc gia. Đây là chính sách dứt khoát và không thể đảo ngược của nước Cộng hòa Hồi giáo, và tất cả các quan chức của đất nước đều nhất trí về điều này, và không ai sẽ đi lệch hướng, ông Khamenei nói hôm Chủ nhật, nhắc lại nhận xét trước đây của các nhà lãnh đạo Iran rằng Mỹ phải giảm bớt các lệnh trừng phạt trước khi Iran tuân thủ trở lại. Nhà lãnh đạo tối cao 81 tuổi là người có tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề nhà nước ở Iran và đã thông qua các nỗ lực đạt được thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Trung Quốc mất hàng triệu thuê bao di động năm 2020. Trung Quốc gần đây đã ban hành các dữ liệu mâu thuẫn về số lượng người dùng điện thoại di động và cố định ở nước này. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu đều phản ánh sự sụt giảm của hàng triệu thuê bao điện thoại. Một số người suy đoán sự sụt giảm này đã có thể do suy thoái kinh tế, cái chết liên quan đến đại dịch hay sự kết hợp của hai điều này. Theo tờ Epoch Times cho hay, ngày nay gần như mọi người Trung Quốc đều cần điện thoại di động để đến các thành phố lớn. Do đại dịch COVID-19 thì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu quản lý thông tin sức khỏe của công dân bằng ứng dụng điện thoại di động. Người dân cần mang theo điện thoại để quét mã khi đi qua các trạm kiểm soát an ninh đặt ở các khu dân cư, khu chờ xe buýt hoặc tàu điện ngầm, ghé thăm cửa hàng tạp hóa. Do đó, sự giảm sút người dùng di động là điều bất thường do nhu cầu về sản phẩm này ở Trung Quốc ngày càng lớn hơn. Sở hữu một chiếc điện thoại ở Trung Quốc rất rẻ. Nói cách khác, mọi người sẽ không ngừng sử dụng dịch vụ điện thoại vì vấn đề chi phí nói chung. Theo dữ liệu năm 2019 từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc,
MIIT, số lượng người Trung Quốc dùng di động tăng 35.25 triệu người, trong khi người dùng điện thoại cố định giảm 1 triệu người. Sau khi điện thoại di động trở nên phổ biến, số người dùng điện thoại cố định có xu hướng giảm đi, nhưng sự sụt giảm của số người dùng điện thoại di động lại khó giải thích. Trung Quốc đã mất 21 triệu thuê bao di động từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020. Vào thời điểm đó thì MIIT tuyên bố nguyên nhân là do nền kinh tế xấu. So sánh dữ liệu tháng 11/2019 với dữ liệu tháng 12/2020, số lượng người dùng điện thoại di động ở Trung Quốc giảm 6.89 triệu, trong khi người dùng điện thoại cố định giảm 8.92 triệu. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam. Việt Nam bắt buộc cách ly hành khách 21 ngày. So với năm ngoái thì ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ, không còn cảnh đông nghịt người chờ đón Việt kiều về quê ăn Tết. Những năm trước đó thì khoảng từ 20 tháng Chạp thì ga quốc tế đều đông đúc cả ngày. Vào đêm vẫn còn rất nhiều người dân từ các tỉnh lên đây chờ đón họ hàng về quê ăn Tết. Nhưng năm nay do Covid-19, các chuyến bay quốc tế hạn chế, hành khách cũng bị cách ly từ 14 đến 21 ngày nên ít người về nước. Những dãy ghế dành cho người chờ đón trống trơn, không còn cảnh hành khách lỉnh khỉnh hành lý về nhà như năm ngoái. Các dãy ghế ngồi chờ đón được tháo ra bớt. Các dãy ghế ngồi chờ đón được tháo ra bớt và có khoảng cách rộng hơn trước để đảm bảo giãn cách trong mùa dịch. Cảnh người thân vật vã hàng giờ trong đêm ở sảnh, lối đi ga quốc tế cũng không còn. Trước kia, tình trạng một người đi nhưng cả nhà ra đón luôn khiến nơi đây trông nghẹt người vào dịp Tết. Hàng quán cạnh đó cũng đóng cửa ngưng hoạt động. Bản thông tin điện tử về hành trình các chuyến bay ngưng hoạt động. Hiện tại Việt Nam chỉ cấp phép cho các chuyến bay chở hàng và một số chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết. Tại tầng 2 của ga quốc tế thì không một bóng người. Trước kia nơi này luôn đông đúc người đón vì có thể nhìn thấy được băng truyền hành lý khi có chuyến bay vừa đến. Theo thống kê thì năm 2020, lượng hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sụt giảm hơn 3/4 so với trước đây, gần 1.3 triệu hành khách năm 2020 so với hơn 7 triệu hành khách năm 2019. Các chuyến bay cũng giảm nhiều hơn, 19.000 chuyến bay năm 2020 so với 51.000 chuyến bay năm 2019. Tại ga quốc nội đêm 5 tháng 12 vẫn hoạt động bình thường, khách lỉnh kỉnh hành lý chờ làm thủ tục bay. Dù vậy, so với thời điểm này năm ngoái, lượng khách về quê ăn Tết giảm hơn hẳn. Cuối tháng 1, khi dịch bệnh bùng phát tại một số địa phương, nhiều khách đã yêu cầu hoãn hoặc đổi vé. Các hãng hàng không đang thực hiện biện pháp phòng chống dịch, như là đo thân nhiệt hành khách trước khi lên máy bay và triển khai nghiêm ngặt công tác khai báo y tế, đeo khẩu trang. Tàu bay được đơn vị y tế phun khử khuẩn hàng ngày bằng dung dịch theo tiêu chuẩn của quốc tế. Đầu mang cánh nọ đứt dây, cái lưng đen phẳng cho bầy sáo chơi. Đến khi đồng án thảnh thơi, nằm liêm di mắt miệng xơi cơm vàng. Đầu mang cánh nọ đứt dây, cái lưng đen phẳng cho bầy sáo chơi. Đến khi đồng án thảnh thơi, nằm liêm di mắt miệng xơi rơm vàng. Nó là con gì? Có bao nhiêu người tham gia câu hỏi đố vui kỳ này? Quý vị có thể gửi câu trả lời của quý vị đến Facebook của Khánh Linh là MC Khánh Linh USA hay là vào email là mckhanhlinhusa@gmail.com. Xin quý vị hãy nhớ trả lời hai câu hỏi cũng như là để lại tên và thành phố, tiểu bang cũng như đất nước quý vị đang ở. Và bây giờ Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hot News với MC Khánh Linh kỳ sau. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và làm việc thật là hăng say quý vị nhé.